Đầu tiên xin chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em vừa làm xong ba cái lập một mặt cho ba anh trai ở Quảng Trị, Long An với lại Đồng Nai nha anh em. Ba cây như một, cũng một form nhỏ gọn. Anh em nào cần alo liên hệ. Em cái mẫu lập này nha. Đây. Đánh nên em cứ xếp lại như này đánh thôi. Sắp đây thôi. Nhỏ gọn lắm anh em ạ. À. Em làm cái độ bầu của nó thành ra riêng của mình đi đánh rất là sướng nè. Đấy, như vậy gỡ ra tay bãi là quốc. Đây, em xin phép test độ nhẹ nhẹ nha nè. Đây, cái bật lửa anh em nhìn. Đấy, em thả rất là gần nhưng mà cầu tử em canh ngọt ngào rồi nha anh em. Đây, có chung báo gỗ nha anh em. Rồi, cửa thì mở bên đây anh em ạ. Mở cửa luôn cho anh em xem. Đấy. Cửa đây nè. Có khay cát. Có chấm tông nha anh em. Đây. Có cái chấm tông. Hai được chạy. Lập làm chất liệu bằng inox nha anh em. Đấy. Dài vô nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Tay nắm như này thì anh em về anh em thích anh em treo lên thì nó cũng như này thôi anh em, nó ngang 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 như này thôi. Đấy. Gài thì cái độ gài thì em gài bằng ghim nha anh em, ghim ngang này em đi ngang dày ngang mảnh nha anh em, ngang chống soi nha anh em. Hàng chất lượng đi nắp và so với nắp anh em ạ, đi shop đi nắp chống rỉ bao anh em chơi xét nha anh em. Nói chung cây nào cũng như nhau hết anh em ạ. Ba cây, hai cây nó cũng form một nè. Cây này nó cũng y vậy. Anh em cần liên hệ em nha. Chất liệu inox, tay nắm inox, anh em vừa chơi vừa đánh, vừa nuôi vừa đánh nha anh em. Rồi chúc anh em thu phục được nhiều bội. Có một cây là anh em anh trai là giờ sang chim bội lỡ qua gửi cho anh luôn, còn một cây hai cây gửi đi Long An với Quảng Trị anh em ạ. Thì anh Long An này anh quay lại em lần số 2, số 3 gì rồi ạ. Anh đặt em mấy cây rồi. Nên là anh em cứ yên tâm về chất lượng nha anh em. Anh em nhận hàng thanh toán nha anh em. Rồi, chào anh em.